Trận tuyến Data do TV2.org thực hiện thuyết minh. Tôi chưa từng thấy anh xuất hiện ở khu này. Hay là cho anh bạn anh một ly nhé. Nó thì khỏi. Nhưng tôi muốn thêm ly nữa. Được. Anh từ đâu đến vậy? Sao? Đó là một dạng bí mật gì đó hay sao? Vâng. Cho thêm bia. Hold your horses. So, vậy con gấu này cho ai thế? Con gái tôi. Chà, chắc cô bé sẽ thích lắm. Tôi hy vọng là vậy. Tôi không biết nữa. Lâu rồi tôi không về. Tờ cô bé đang ở đâu? Ở nhà bà nó. Ở dưới phố. Anh còn ở đây làm gì? Đi đưa cho con anh đi. Tôi cũng đang cố làm điều đó đây. Vậy vợ anh biết anh đang ở đây không? Không, cô ấy. À, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi chuyện của anh. Chúa ơi, đồ đần, mở lấy thêm bia ra đây. Tôi đã nói tôi đến ngay mà. Chờ chút đi. Thì thật. Nghe này, nếu anh vẫn chưa có chỗ ngủ tối nay, thì nhà tôi vẫn còn một căn phòng. Anh biết đấy. Anh cứ suy nghĩ đi. Được rồi, bia tới đây. Cảm ơn. Qua đây đi. Được rồi, Chopper. Dừng lại. Thôi nào, hôn tôi một cái đi mà. Hôn tôi đi. Được rồi, Chopper. Thôi nào, cho tôi một nụ hôn đi. Mày đang nhìn gì vậy? Được rồi, Chopper. Thôi nào, hôn tôi một cái đi. Buông tôi ra. Hôn tôi một cái đi mà. Không, không. Buddy, why don't you take it easy? Sao không bình tĩnh lại đi? Mày có ý kiến gì à? Tao đang nói chuyện với mày đấy, đồ khốn. Bình tĩnh đi. Chó. Chết. Ở đây có một sự cố. Này, thằng khốn. Thì thật. Đừng có làm vậy. Này, tao lại muốn làm vậy đấy. Oh,
Dậy đi, thằng khốn. Của mày đây. Này, cho tao một con dao có được không? Im đi, đồ quái đản. Thức ăn của mày đây, đồ phản bội, đồ khốn. Nào mấy nhóc, hắn ta muốn chơi kìa. Hey. Này. Mỹ. Gọi tôi à? Where am tôi đang I? Ở đâu vậy? We don't know chúng ta không biết mình we đang are. Ở đâu. Bỗng một ngày nọ chúng ta thức dậy và thấy mình ở đây. Nhưng friends. Chúng ta là bạn. Welcome. Hoan nghênh. Friend. Anh bạn, đừng nghe lời nó. Làm đi, tôi đang muốn nói chuyện với người mới. Được rồi, nãy tôi mới xem vào. Được rồi, im ngay. Anh im đi trước khi tôi giết chết anh. Đủ rồi. I'm trying to tôi đang đọc sách. Well, I might tôi sẽ well giới thiệu anh với tất cả mọi người ở đây. The loud cái tên ồn ào kia Hudson. Là Hudson. He can be a little đôi khi anh ta sometimes. Có chút hồ lỗ. Former cựu quân nhân của đội biệt động. Anh ta nghĩ ra việc kinh doanh ngoài luồng bằng cách buôn lậu thuốc viện trong khi đóng quân ở Afghanistan. Một trong số nông dân của anh ta trả tiền chậm. Và rồi... cứ coi như anh ta khỏi cần lo lắng gì về mùa thu hoạch tới nữa. Anh ta nói dối, nó không có bằng chứng nào cả. Đó là hậu quả dành cho những người nhiều chuyện. Buồng kế tôi là Diego ở tay bắn tỉa Hải quân Mỹ. 6 lần đóng quân ở Afghanistan, 4 lần ở Iraq, giết hơn 200 người. Anh ta là một kẻ phản bội. Anh ta không do dự gì khi nổ súng. Khi cấp trên bác bỏ yêu cầu được giải ngũ của anh ta, anh ta bắn luôn. And down there, ở buồng kia sent. Thì we don't chúng ta không biết gì về anh ta him. Cả. Maybe có thể khi anh ở đây, anh ta sẽ nói cho chúng ta biết. Hey, Sims, này, Sims, tôi định muốn biết anh đã làm gì kìa. Đừng có làm phiền tôi. Anh ta sẽ nói thôi. And down còn ở there, dưới kia, we don't really chúng tôi know không biết ai đang there. Ở đó. Yeah, one time, có một lần, hai bảo vệ đi vào. They came out sau đó họ đi ra trên cáng. Còn tên tôi là Tyler. I'm so tôi rất vui khi here. Anh ở đây. What's your anh tên gì, friend? Anh bạn? Jake. Jack. Everyone? Mọi người. Meet Jake. Chào Jack đi kìa. Jake. Còn Jack. Meet everyone. Gặp gỡ mọi người đi. Tôi muốn nói cho Jack, anh bạn mới của chúng ta biết anh đã làm gì không. Jack vừa đến, chúng ta không cần phải nói. Anh ta là một tên thần kinh đúng nghĩa. Không phải vậy. Chính quyền để anh ta rời khỏi gia đình khi anh ta còn là một đứa trẻ. Rồi anh ta lớn lên trong một chương trình ám sát bí mật, không? No. Tuổi thơ của tôi hoàn toàn bình thường. Tôi nói cho mày biết, đầu của anh ta tưng tửng đấy. Anh ta thích cắt thịt người khác. Giữ lấy một phần nhỏ để làm kỷ niệm. Đồ nói dối, không phải là đồ kỷ niệm. Mà có ý nghĩa hơn thế. Chính phủ nhắm mắt làm ngơ. Cho đến khi anh ta bắt đầu chọn đối tượng cho mình. Được rồi, Hassan, cảm ơn. Cảm ơn. Không phải vậy đâu. I mean, it's not ý tôi là không phải như vậy. So this is vậy đây là nhà tù của quân đội. Đây là nhà tù bí mật cho những ca đặc biệt. Những người quá nguy hiểm khi biết quá nhiều bí mật. Những người mà Bộ Quốc phòng không muốn công chúng biết đến. Có đúng vậy không? No one không ai biết chúng ta ở đây. We don't even chúng ta không biết are. Mình ở đâu nữa.
ở tòa nhà mà họ huấn luyện tôi. Tôi không được phép có bạn. À, tôi có một người bạn, tên anh ta là Jeremy, nhưng cậu ta không có thật. Ý tôi là cậu ta là thật, nhưng những người khác thì không thấy được cậu ta. Chúng tôi cũng không được phép nuôi thú cưng nữa, nhưng tôi cũng có một con. Im nào. Nó là một con bọ. Im ngay. Đó là gì vậy? Tiếng súng. Nghe xem. Số 6, đây là Bravo. Anh cần phải xem thứ này. Số 6 đang đến. Tại sao ta không biết về chuyện này nhỉ? Tôi không biết. Anh chịu trách nhiệm quản lý những người này à? Trả lời đi! Những người này là những chiến binh. Tại sao không thể dám đối xử với họ cách sỉ nhục như thế? Đồ đần, có chứng kiến thực chết lần nào chưa? Tại sao lại đối xử với những người này một cách sỉ nhục và thiếu tôn trọng như vậy? Xin lỗi các quý ngài, nguồn tin đã không báo cho chúng ta biết ở đây là một nhà tù. Nhiệm vụ hiện tại của tôi không liên quan gì đến các anh. Nếu không tôi đã mời các anh đến cùng chơi với chúng tôi rồi. Bởi vì chúng tôi rất trọng dụng những người như các anh đây. Đại tá Irving. Đang gặp khó khăn à? Tôi thấy ông đang bận bịu đấy. Và gọi anh là gì? Jack. Tên đậm chất Mỹ. Số 6, tôi là Charlie. Chúng ta đang ở khu đối tượng. Số 6 đang đến. Chà, rất vui được gặp anh. Đừng đi đâu hết nhé, các quý ngài. Đây là một màn trình diễn hay ho đấy. Xem quen những người này. Cựu lực lượng không quân đặc biệt Anh trở thành người thầu cung cấp lương thực cho quân đội. Chết tiệt, tôi gặp ông ta ở Islamabad. Ông ta làm gì ở đó? Chiêu mộ binh mã. Được rồi. Tyler. Tyler. Yeah, Jack. Sao Jack?
Give us the keys, đưa chìa khóa man. Đây. Unlock the fucking door, Taylor. Mở cửa này đi, Tyler. Come on, thôi nào, thả chúng tôi ra đi. I swear to God, if you don't unlock this door right fucking now, ngay. Open the doors, mở cửa come on. Tyler. Mở đi, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây đấy. Beg. Van CD. Fuck you! Cũng kiếp. Unlock the và cái cửa chết tiệt này ra ngay. Mở lên, please. Làm ơn đi mà. Please. Xin anh đấy. Taylor, Tyler, let us cho chúng tôi here. Ra khỏi đây. Look, nghe này, tôi xin anh đấy. Tôi muốn về gặp con gái tôi. Okay. Được thôi. I was gonna do tôi đã it định anyway. Mở khóa rồi. But I'm keeping nhưng this. Giờ tôi sẽ giữ cái này. We're starting the cut giờ now. Chúng ta bắt đầu cắt. Roger that. Rõ. What do you want? Anh muốn gì? I'm busy. Tôi what? Đang bận. Có gì không? Đại tá Irving báo là ông ta chuẩn bị cắt cửa. Good. Tốt. Good. Tốt. Very tốt good. Tốt lắm. It's beautiful. Đẹp quá. So what are we doing? Tôi làm gì đây? Hắn không giết chúng ta khi có cơ hội, cho nên chúng ta nên chạy thôi. Tại sao chúng tôi lại phải nghe theo lời anh? Bởi vì tôi không giết đồng đội của mình như ai kia. Đồ khốn, chết tiệt! Ta sẽ giết mày! Dừng lại, nghe này! Nghe này, tôi biết ông ta đang ở ngoài kia. Tôi cũng đã thấy hậu quả việc làm của ông ta. Nếu chúng ta muốn sống sót ra khỏi đây, chúng ta cần phải thật tỉnh táo và hợp tác với nhau. Được chứ? Tôi đề nghị chúng ta nên thăm dò và nghĩ cách ra khỏi đây cho đến khi có ý kiến nào hay hơn. Không có, đúng không? Tốt, đi thôi. Chết tiệt thật. Đi thôi. Chúng ta không biết có gì trong đó. Tất cả các người đúng là một lũ điên hết thuốc chữa. Theo chúng tôi thì cái gã ở trong đó còn tệ hơn bất cứ thứ gì ở ngoài đó. Chà. Nếu chúng ta không thả hắn ra thì hắn sẽ chết. Cho nên tại sao chậm chạp quá vậy? Cả chút. Tôi làm chuyện này mỗi khi tôi đến tuổi kể một câu chuyện và tên tuổi của từng người. Nhưng giờ tôi nghĩ chúng ta không có thời gian cho chuyện đó. Vậy cô có thể cho chúng tôi biết cô tên gì được không? Vasquez. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Nhìn này. Looks like they've taken over the whole goddamn base. Toàn bộ căn cứ. Không có sóng. Đường dây điện thoại đã bị cắt. Được rồi. Tôi sẽ kiểm tra mái nhà. Tôi cũng đi nữa. Đó là lối thoát của chúng ta. Hey, này, look. Nhìn kìa. Đi thôi. Được rồi. So, ở phía bắc có một đồn canh gác. Và có vẻ như Irving đang ở phía bắc cách đây 200 mét, cho nên chúng ta tạm thời an toàn. Được rồi, ta đi thôi. Chờ đã. Họ làm gì ở tòa nhà ở phía bắc cách đây 200 mét? Đột nhập vào đó. Sao vậy? 200 mét ở phía bắc. Nói thẳng ra đi. Đó là tòa nhà điều khiển của chương trình phi cơ tự hành tầm xa.
Chúng ta có phi cơ tự hành tầm xa, chưa chính thức. Cho nên chương trình ở đây, ở căn cứ bí mật. Sao anh biết? Tôi từng làm việc ở đó. Lúc trước tôi là phi công. Ngày này tôi muốn trở thành một phi công bình thường, nhưng mà... Cho nên tôi trở thành một phi công của phi cơ tự hành. Có một chương trình phi cơ tầm xa bí mật ở đây. Tại sao chúng tôi phải tin lời anh? Anh chỉ là một tội phạm giống như chúng tôi mà thôi. Tôi làm việc cho đội bay chống khủng bố được chứ? Họ lấy cho chúng tôi ném bom vào bữa tiệc sinh nhật của một đứa bé mà tên khủng bố cũng có mặt. Tôi chống lại cho nên họ đã quyết định trừng phạt tôi để làm gương cho mọi người. Tôi biết ngay mà, một trong những phi cơ tự hành đó có 50 megatấn bom nguyên tử. Và nó sẽ tồn tại trong không khí 24/7. Và nhà đó chính là nơi điều khiển số phi cơ tự hành. Vậy tức là họ định kiểm soát một quả bom nguyên tử. Ý tôi là vậy đấy. Nhưng nguồn điện, tất cả hệ thống đều có máy phát điện dự phòng. Trời đất, tôi là người đâu cả rồi? Tại sao họ chống lại bọn này thế? Họ rời căn cứ, chỉ để lại một đội vừa đủ để vận hành nơi đó. Được rồi, nhưng họ phải có kế hoạch dự phòng gì chứ? Có một đội phản ứng nhanh. Tuyệt, cứ để họ giải quyết vụ này. Nhưng ta đang ở nơi đồng không mông quạnh. Ít nhất 2 tiếng nữa họ mới tới được. Nghe này, nếu chúng ta có thể ngăn chặn được vụ này, tôi đảm bảo tất cả chúng ta sẽ được ân xá. Tôi tham gia. Tôi sẽ giúp. Khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trở lại đây. Cái gì? Vài người trong chúng ta đáng bị ở lại nơi này bởi những gì đã gây ra. Anh điên rồi, East. Vì lệnh ân xá hoàn toàn, tôi chắc chắn sẽ tham gia. Tôi tham gia được chứ? Tôi có thể tham gia mà, đúng không? Còn anh thì sao? Con gái đang chờ tôi. Khi giải quyết xong chuyện này, anh sẽ không phải nuôi con bé với tư cách tội phạm bỏ trốn nữa. Được. Tôi tham gia. Tuyệt. Chỗ này tuyệt thật. Được rồi. Giờ ta làm gì đây? Chết tiệt, sao vậy? Có hai tên ở cách đây 25 mét. Để tôi xem nào. Hãy im đi và trốn đi. Đứng lại. Chúng ta tìm thấy thứ gì đó. Bravo, hết. Đi, đi, đi. Chạy ta khỏi số 6, ba người của chúng ta đã bị hạ hết. Tìm xem kẻ nào làm chuyện này. Không ai sống sót. Rõ, số 6, đeo ta hết. Được rồi, chúng ta phải chia ra. Đừng bắn. Làm ơn đừng bắn. Làm ơn đừng bắn. Tôi sợ lắm. Ra khỏi đó ngay. Đi thôi.
Cô là ai vậy hả? Làm ơn, ra khỏi đó ngay. Trả lời đi. Hey. Chúa ơi! Tên to xác. Anh là một tên khốn to xác đúng không? Muốn chơi vài đòn đúng không? Tôi biết mà. Anh muốn hành động đúng. Hãy ra ta đi nào, tên to xác. Đúng vậy. Chết tiệt! Chết tiệt, đồ khốn to xác. Được rồi, tung vài đòn ra đi. Ra ta đi, đồ to xác. Vừa to vừa đần. Giữ đi. Không, tôi không muốn. Cứ giữ đi. Anh có thể cần nó đấy. Chốt an toàn là ở đây. Khi nào cần thì anh mới bật lên. Để anh thấy đối phương thì cứ ngắm bắn thôi, được chứ? Được. Đừng làm vậy. Anh sẽ tự thiến mình đấy. Boss, đây là số 6. Báo cáo. Hết. Boss, đây là số 6. Báo cáo. Hết. Đây là số 6. Có nghe tôi nói không? Chúng ta phải di chuyển nhanh lên. Chúng ta đang di chuyển nhanh hết sức có thể rồi, thưa sếp. Tôi muốn đi nhanh hơn nữa, hiểu không? Rõ. Giờ thì hãy làm đi. Được rồi, nếu chúng ta chuyển sang tần số ALT thì ta có thể liên lạc, nghe rõ không? Nghe rõ. Tuyệt. Giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Có một nút bấm ở trung tâm điều khiển, nó cho phép căn cứ khác điều khiển phi cơ tự hành. Chỉ là một nút bấm thôi à? Họ dùng công tác vật lý để phòng chống hacker.
If we push nếu ta nhấn nút đó, một phi công ở căn cứ khác có thể giành lấy quyền điều khiển. Okay, so all rồi, vậy chúng ta chỉ cần nhấn nút đó. We also have chúng ta to push cũng phải nhấn thêm một nút ở bảng điều khiển phi cơ tự hành. And we have và chúng ta phải nhấn cho vòng 30 giây. Anh đùa tôi sao? Được rồi. We gotta fight our way chúng ta phải tìm cách vào tòa nhà điều khiển, rồi vào tòa nhà điều khiển trung tâm ở bên kia căn cứ. Nhấn hai nút cùng một lúc để ngăn chặn một vụ nổ bong nguyên tử. Đúng. Người ta nói tôi điên. Tôi không điên. Những cái này mới là điên. Không, cái này là vớ vẩn. Tôi nói tôi sẽ giúp nhưng hóa ra đây là một nhiệm vụ tự sát. Các người biết sao không? Chúng ta sẽ gặp trường hợp này ở một thời điểm nào đó. Bởi vì chúng ta muốn trở thành một phần của một người lớn hơn chúng ta. Chúng ta muốn tạo ra điều khác biệt. Đây không phải là về việc ân xá. Nếu chúng ta không làm vậy, thì tôi là người cha kiểu gì? Thì tôi biết cách để ngăn chặn vụ này nhưng lại không chịu làm. Tôi biết trước đây chúng ta đã từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng điều đó đem lại kinh nghiệm cho chúng ta trong vụ này. Và các người có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Tôi sẽ vào đó. Ôi chết tiệt. Được rồi. Hanson Taylor, hai người tìm công tác. Nó ở dưới kia của tòa nhà. Tốt hơn là đừng có làm gì bậy bạ. Tối. Diego, đến một nơi cao để yểm trợ cho họ. Còn ba chúng ta sẽ đến phòng điều khiển. Bằng cách nào? Tôi vẫn chưa biết. Thật ra thì có một đường hầm đưa chúng ta vào thẳng phòng điều khiển. Bởi vì chúng đã mất quá nhiều thời gian trong việc phá cửa, nên tôi nghĩ là chúng vẫn chưa biết. Cuối cùng thì anh cũng đưa ra tin tốt. Kỳ thật. Sao lâu vậy? Phi cơ tự hành của tôi đâu? Chúng ta sắp xong rồi. Từ từ thôi nào. Easy. Từ từ. We could use some chúng tôi cần help sự giúp đỡ. Got him. Được. Tôi ghét phải nói ra nhưng bắn tốt đấy. Tango bị hạ, Tango đã bị hạ. Được rồi, đi thôi. Lối vào chắc ở góc này. Chúng ta đã hạ hai tên rồi. Vasquez.
Basket. Xanh có đi không thì bảo. Rồi chúng ta đi thôi. Được. Đó kìa. À, sao đây? Ổn cả chứ? Xong cả rồi. Rồi. Được rồi mọi người, chuẩn bị đi. Chuẩn bị lên tiếng đây. An toàn chứ? Ổn. Phải làm gì đấy? Cứ chờ ở đây. Phải làm gì? Bắn bất cứ tên nào ngoài chúng ta ra. Số 6, cửa đã được khóa. Chúng tôi đang vào. Đưa người của anh vào, bảo vệ phòng điều khiển. Tôi sẽ đến đó ngay. Anh là ai vậy? Tôi là phi công. Tôi điều khiển phi cơ tự hành. Mấy người là ai? Chúng tôi đến để giúp. Có một công tác truy cập từ xa. Rồi, chúng tôi biết rồi. Máy bay đang ở đâu? Tôi không biết. Chúng tôi không có thời giờ. Chúng đang ở đâu? Chúng đang trong chế độ lái tự động. Chúng đang bay quanh Bắc Đại Tây Dương. Cô ta bị làm sao vậy? Được thôi. Foxtrot tới 6 đã chiếm được phòng truy cập từ xa. 6 tới Foxtrot, chiếm giữ căn phòng và giữ nguyên vị trí. Sẵn sàng chưa? Let's do it. Làm nào. Ôi trời. Cool. Ngầu nhỉ. All right, where được rồi, is it? Nó ở đâu? Tôi không biết. Go up there and look. Lên phía trên tìm đi. Thấy rồi. Dĩ nhiên. Vậy thôi à? Nó ghi là truy cập từ xa. Chúng ta tìm được rồi. Được, đã rõ. Chúng ta chiếm được phòng điều khiển. À mà không có gì nhé. Cái gì? Thì tôi đã cứu cô hai lần.
Ít nhất là hai lần. At least. Ít nhất. Six, we sáu, have a problem. Chúng ta có rắc rối. Go, đi, go, đi, go, đi, go, đi. Go, 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 go. Go, đi, go, đi, go, đi. Go, go. Here they come. Chúng tới rồi. Tôi sẽ cản đường chúng lâu nhất có thể. Tóm được mày. Chà, anh làm cái quái gì vậy anh bạn? Đừng có chĩa súng vào chúng tôi. Bỏ súng xuống. Nhanh leo lên đây. Anh có sao không? Tôi đã từng lái phi cơ với anh ấy. Anh ấy vừa kết hôn. Tôi rất tiếc. Nhưng chúng ta phải đi tiếp. Được. Được rồi, Sims đã tới phòng điều khiển. Bật hệ thống từ xa lên. Bật rồi. Được. Chuẩn bị nhấn nút nhé. Được. Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa? Làm cho xong vụ này nhé. Copy. Nghe rõ. Tiêu rồi. Không, 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 không. Guys, các anh, chúng ta có rắc rối. Chờ đã. Có chuyện gì vậy? Căn cứ gần nhất để ta có thể điều khiển từ xa phi cơ tự hành là Martin Sampor. Khi sao? Máy bay ngoài tầm phủ sóng. Thôi mà, đừng chơi chúng tôi như vậy chứ. Được rồi, anh có thể làm rơi nó không? Không. Máy tính không cho tôi điều khiển khi ở độ cao dưới 20.000 feet trước khi chúng ta tới gần căn cứ hạ cánh. Được rồi, vậy thì bay tới Tampa. Tôi làm rồi. Nhưng mất 30 phút mới tới được đó. Tiêu rồi. Được rồi, chúng ta... chúng ta phải giữ chân chúng trong 30 phút. Anh đùa với tôi đấy à? Ai mà biết được Diego có thể kìm chân chúng được bao lâu. Chết tiệt. That's okay. Ổn mà. I'm gonna go clear the tôi sẽ đi dọn sạch phần còn lại của tòa nhà. Tôi cũng đi. So, vậy cô đã làm gì? Con nào, bí mật của cô là gì? Hey, I'm serious. Tôi nghiêm túc đấy. What did you tôi do? Đã làm gì? I don't like tôi không thích phạm sai lầm like và không thích nhắc tới sai lầm. Mistakes.
Tôi nằm vùng ở Kandahar. Ở đó có hai anh em lãnh chúa. Một trong số chúng dự định ném đá đến chết một phụ nữ bị cưỡng bức, thế là tôi giết hắn. Tôi không biết anh ta là một điệp viên hai mang của CIA tại ISI. Anh ta có quyền bảo hộ đặc biệt. Tôi bị đá ra khỏi cơ quan và bị kết tội sát nhân. Hài lòng chưa? Tôi rất tiếc. Tôi bị giam trong 4 năm. Đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ. Tôi không tới đây để chết. Vụ này thì không. Lâu quá rồi đấy. Vâng, nghe rồi. That's okay. Nhưng ổn cả. Anh làm trò gì vậy? Hey buddy. Này anh bạn. You don't mind if I. Anh không phiền nếu tôi lấy cái này chứ? Of course you don't. Tất nhiên là không. Hey, buddy. Chào anh bạn. Con cái anh mấy tuổi? 6 tuổi. Lần cuối anh gặp con bé là khi nào? Lúc con bé 4 tuổi. Lâu quá rồi. Mẹ con bé mất cách đây 2 năm. Bị ung thư. Tôi đã không biết phải làm gì. Bộ Quốc phòng gọi tôi làm hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác. Và tôi cứ nhận. Nghỉ đi. Đây là việc duy nhất tôi làm tốt. Nhìn tôi mà xem. Tôi là kẻ trốn chạy vũ trang với bệnh rối loạn căng thẳng cấp tính. Vừa mới giết xong 3 người. 18 tháng rồi tôi chưa được gặp con gái mình. Tôi không có tư cách làm người cha tốt đâu. Khoan. Còn cô thì sao? Có chồng con gì chưa? Không. Cơ quan gửi tôi tới hết chỗ này đến chỗ khác. Chưa từng có thời gian. You know, anh có biết when someone khi người gets ta plastic làm surgery, phẫu thuật thẩm mỹ say, như a face nâng mặt chẳng hạn, I mean, tôi I've thì never chưa từng nâng mặt. I've tôi never been under the knife, chưa từng phải dùng dao kéo. But when nhưng khi có someone, người someone say, someone like chẳng hạn như anh đây gets a facelift, đi nâng mặt, điều đầu tiên họ làm là rạch ở bên hông, quanh khuôn mặt, như thế này này, ở đây. Rồi họ dùng một cái nạo nhỏ, như thế này này, da tách ra ngay. Anh có thể lột cả khuôn mặt trong một lần, the whole cả face. Khuôn mặt. It's the đúng là điên rồ, thật sự thing. Điên. Who anh làm for? Việc cho ai? Chúng tôi được thu nạp thông qua bộ tư lệnh đặc biệt.
SF SEAL SEAL Marine Recon. Hải quân lục chiến. Why? Tại sao? He wants a private ông ta muốn army. Một đội quân tư nhân. What does he want here? Ông ta muốn gì ở đây? An Air Force. Một lực lượng không quân. Naughty, naughty, đại tá Ivan hư hỏng. Who put him up to ai this? Ra lệnh cho hắn? He works for ông ta làm việc cho cho một người Afghanistan. Warlord. Một lãnh chúa. A general. Một đại tướng. Name Khan. Tên là Kha. General Khan. Đại tướng Kha. Trái bom đầu tiên thả lúc anh mới 6 tuổi. Anh đang đi học. Anh không bao giờ quên được âm thanh đó. Cái nhìn trên gương mặt thầy cô. Anh từng là cộng sản. Bọn anh không giàu. Nhưng cũng đủ dùng. Bọn chúng cướp hết. Chúng giết bố anh. Chú anh. Chúng giết ông nội ngay trước mặt anh. Cuộc chiến kéo dài 10 năm. Rồi nội chiến bắt đầu. Bọn anh cầu cứu thế giới. Thế giới bỏ mặc bọn anh. Chiến tranh cướp đi một người anh của anh. Rồi Taliban kéo tới. Chúng giết mẹ anh, chị anh. Rồi lão Seut đưa người Mỹ tới. Bọn họ mang theo bom. Họ giết người anh còn lại của anh. Bọn chúng đã thả bom lên nước ta trong 30 năm. Bọn chúng dám gọi ta là kẻ thù. Chúng sẽ phải trả giá, anh yêu. Anh sẽ bắt chúng trả giá. You did good. Anh làm tốt lắm. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Cảm Thank ơn you, anh friend. Bạn. Just let it go. Đừng chống cự. Let Đừng có chống cự. Tôi sẽ kiểm tra cửa. Ngoan lắm. Good Ngoan boy. Lắm. Boop. Coi nào. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org. Sims. Này Sims, how much còn bao lâu nữa? I don't know. Không biết.
Maybe có thể là 15 phút. Roger that. Đã rõ. Cái cơ tự hành của tôi đâu? Nghe rõ không? Thằng người anh, khốn kiếp! Tôi trả cho ông rất nhiều tiền, tôi muốn máy bay của tôi. Tất cả các đội, tiến về cổng ngay, chờ lệnh tấn công của tôi. Đi đi, lũ khốn xinh đẹp, đi đi, lấy cái tôi muốn về cho tôi, tôi muốn nó, tất cả. Anh yêu, tao sẽ đi. Có chuyện gì vậy? Trở lại vào trong xe. Anh thề có Chúa, anh sẽ bắn em. Anh không muốn, nhưng anh sẽ. Bây giờ không phải lúc. Anh nói thật đấy. Được rồi, em xin lỗi. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Em yêu anh. Vào trong xe. Anh nhìn cái gì? Khốn kiếp! Rất tiếc về chuyện ở Kadaha, nhưng tôi nghĩ là cô đã làm đúng. Tôi đi bên phải, cô đi bên trái. Đã rõ. Ôi, mặc kệ. Này, Hudson. Anh bạn. Anh từng nghe cái tên Đại tướng Khan chưa? Tôi biết là anh nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi không điên đâu, dạ này thì có. Anh đang làm gì vậy anh bạn? Ai ở ngoài đó? Tôi muốn nói chuyện.
6 người các anh đã làm ra vụ này. Không phải ý tưởng của tôi, là của Jack. Anh ta cứ nói mãi về con gái mình và anh ta sẽ cứu thế giới ra sao. Anh bán đứng bạn bè mình dễ dàng thế sao? Miễn là để tôi sống, muốn làm gì họ cũng được. Tại sao tôi phải tin anh? Ông muốn vào phòng điều khiển không? Có một đường hầm dẫn thẳng tới đó. Tôi sẽ cho ông biết nó ở đâu. Jack, Parquest, có nghe rõ không? Hết. Nói đi. Hudson, theo Irving rồi. Chúng ta đã bị bán đứng. Và tôi thì hết đạn. Anh có thể tới chỗ của chúng tôi không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã trúng đạn. Và tôi sẽ tới chỗ anh. Không. Không được. Tôi không qua khỏi đâu. Thế này tốt hơn. Hả? Này, chúng ta có rắc rối rồi. Công tắc từ xa vừa bị tắt. Thế nào rồi? Sắp tới rồi. Chúng ta hết thời gian rồi. Nếu có người xông vào, dùng cái này. Giữ lại một viên cho mình. Anh hiểu chứ? Được rồi. Đi nào. Thế đấy. Nghe tôi nói. Nếu tôi không thể ra khỏi đây, tôi muốn cô tìm con gái tôi và nói với con bé. Khi mẹ nó mất, tôi đã không biết phải làm gì. Tôi tưởng mình đã làm điều đúng đắn, nhưng tôi đã sai. Giờ tôi đã hiểu ra. Tôi muốn cô nói với con bé là tôi xin lỗi. Và tôi yêu con bé hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù có chuyện gì xảy ra, con gái anh cũng sẽ tự hào với anh. Phải chi cô có thể gặp con bé. Tôi cũng mong vậy. Jackie. Tất cả bạn bè của anh nếu không chết thì đã phản bội anh. Tòa nhà này đã bị vây kín. Chiếu tướng rồi, anh bạn. Tôi không có hiềm khích với anh. Bỏ vũ khí xuống ngay. Và anh sẽ được sống. Tôi sẽ để anh rời khỏi chỗ này. Anh có thể gặp lại con gái mình. Chuyện này không hề liên quan đến anh. Hãy đầu hàng đi. Anh thấy sao, Jackie? Đồ khốn kiếp, chết đi. Tôi cũng mong anh trả lời như vậy. Được rồi. Cô ở phía trên, tôi phía dưới. Rõ. Chúc may mắn. Tất cả các đơn vị tấn công. Tấn công ngay.
Trên đây đấy. Nghe rõ không? Vẫn còn ở đây. Vậy mà anh thích làm việc cho ông đại tá này không? Vargas, có nghe rõ không? Vargas, Vargas có đó không? Vargas, có thế nào rồi? Vargas, cô có đó không? Vargas, tôi sẽ tới chỗ cô. Nghe rõ không? Đồ ngựa anh, ốm kiếp. Chuẩn bị đi. Tôi vào đây. Đang trên đường. Coi nào, cưng ơi. Coi nào. Được rồi. Được rồi. Tỉnh dậy nào. You awake? Cô tỉnh chưa? You okay? Ô, không không, cô không được ngủ. Tôi có kế hoạch dành cho cô. It's almost done. Xong rồi.
We'll have control of the drone soon. Chúng ta sẽ có quyền điều khiển phi cơ tự hành nhanh thôi. Quá tốt. We should have control. Bọn này sắp kiểm soát phi cơ rồi. Beautiful. Tuyệt đẹp bạn của tôi ơi. Ông bạn đây không phải rất xinh đẹp sao? Where are you going? Ông đi đâu vậy? I have some tôi còn vài chuyện chưa xử lý xong. This fucking cái gã guy. Này nó có tin nổi hắn không? Tôi yêu hắn. I love him. Tôi yêu hắn. You don't recognize cô không nhận me, ra do tôi đúng không? Jakey, anh đâu rồi? Why we playing chúng ta lại chơi trò này? Tôi không cần phải giết anh, you know. Anh biết mà. Tôi luôn nghĩ là anh rất có tài. Tôi đang cần dùng người như anh làm việc cho tôi. Chúng ta có thể làm được nhiều thứ. Nhà vô. That's right. Đúng thế. Come on, nhà vô đồ khốn. What are you doing anh ở bên này for, vì Jake? Anh hả, Jackie? Your country? Quốc gia của anh à? You think your anh nghĩ government là chính phủ quan tâm tới you? Anh sao? Open your mở eyes. Mắt ra đi. You can't trust anh không thể the tin vào chính phủ. The politicians chính trị gia đều bị các tập đoàn lớn kiểm soát. Bought and sold, bị mua Jake. Chuộc cả, Jack. Khiến anh thắc mắc đúng không? Nếu ta không phải đang chiến đấu và hy sinh vì chính phủ, vậy thì chúng ta phải chịu khổ sở vì ai? Lúc người thu lợi từ máu mà ta đổ. Chừng nào chúng ta mới được bù đắp? Thank you.
Ôi chà, tuyệt. Quá tuyệt. Tôi thấy tuyệt vời. Cô không biết tôi, nhưng tôi biết cô. Ngay sự ngày xưa, cô từng biết anh tôi ở Kandahar. Cô giết anh ấy bằng tay không để cứu một con điếm. Cô dám xuống tay với người nhà tôi. Tôi tới đây để đòi nợ. Anh ấy phải chịu đựng những gì. Cô sẽ phải chịu điều kinh khủng hơn. Đấy. Tôi sẽ mến đại tá Irving. Nhưng ông ta nghiêm túc quá. Ông ta đến tìm tôi bảo đại tướng, tôi có một đạo quân. Tôi muốn có không quân, anh hãy giúp tôi, vân vân và vân vân. Vậy là tôi tự nhủ để xem cái gã da trắng điên rồ này muốn gì. Rồi ông ta kể tôi nghe về chỗ bí mật này. Vậy nên tôi nói với mình, đại tướng à, đại tướng, mày cần phi cơ làm gì trong khi mày có thể có bom? Người ta thả bom tôi từ khi còn là đứa trẻ. Vậy nên tôi nghĩ, dù gì thì cũng có bom, thôi thì thả nó đi. Thành phố New York thì sao nhỉ? Anh có thể lấy được khẩu súng ấy không? Có. Đợi tôi ra hiệu. Thế giới đang tự hủy hoại chính mình. Chính phủ bỏ hàng tỷ để huấn luyện chúng ta. Giờ thì ai cũng sẽ cần một đội quân, Jack. Hãy kiếm tiền nào. Anh đã cống hiến cho hai cuộc chiến rồi. Sau đó thì anh được gì? Anh không thể ở gần gia đình mình. Anh chỉ ở trong thế giới bên ngoài được 3 ngày là đã giết người. Đây là bản chất của anh. Đây là tất cả những gì anh có. Nếu chiến tranh là ngành kinh doanh, thì hãy theo tôi và làm chủ công ty. Tôi khỏi. Tôi về hưu rồi. Cô biết không? Tôi sinh ra trong chiến tranh vùng vịnh. Nó rất đẹp đẽ. Khoan đã, chờ tôi ra hiệu. Chiều ý tôi đi. Cô nợ tôi mạng sống anh trai tôi. Hắn ta chết một cách hèn hạ. Cầu xin tha. Sao cô dạ? Yeah.
điều khiển từ xa. Anh làm gì mà lâu quá vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Anh bị bắn. Quá đỉnh. Sẵn sàng chưa? Rồi. Đi thôi. Phim được thuyết minh bởi tvhay.org.